Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn về một cái hồ mình nhận của một người quen setup từ một cái hồ lọc thùng chuyển qua xài hồ lọc tràn dưới và sử dụng hợp kỹ thuật do mình tự thiết kế ra. Mình sẽ tiến hành quay lại cả quá trình setup cho các bạn cùng xem ha. Đầu tiên mình sẽ bắt toàn bộ cái và xử lý cái hồ lại sạch sẽ. Rồi sau đó mình tiếp tục đến phần xử lý, cắt bỏ những thanh kiềng và những cái ốp xung quanh của cái hồ. Và đây là cái hộp kỹ thuật mình đã chuẩn bị, mình đã làm trước mấy bữa trước để chuẩn bị cho setup cái hồ các bạn. Đây là hộp kỹ thuật kích thước cao 70, dài 20 và rộng 10 cm các bạn. Hộp kỹ thuật này gồm có hai đường ống 42 và ba đường ống 42, là một đường đi vô, một đường đi ra và một đường thoát đáy. Riêng những cái đường mà thoát từ hộp kỹ thuật qua bên hồ cá thì mình đã lót tấm kiến để chịu lực ở dưới cho cái co này, để nó có thể là khi bạn đóng nó không dẫn đến tình trạng ống bị gãy hoặc là bị gãy co bị ống. Và đây là hồ sau khi mình đã ráp hộp kỹ thuật và khoan đường ống hút đáy hai lỗ, gồm hai lỗ 42 và hai lỗ 34 hút thỏa đáy. Và bắt đầu đây là đường ống hút mặt của mình là ống 27, là khoan từ hồ vào hộp kỹ thuật. Và ở đây hai lỗ hút đáy của mình sẽ đưa vào lỗ, một lỗ 42 bên tay trái và bên lỗ bên tay phải là đường mà từ cái hộp kỹ thuật về bên về hồ cá. Và cái ở đây mình gắn rắc co của đường ống 42 nối với cái đáy, và ở phía trên 27 là cũng có gắn rắc co để khi có vấn đề gì cái hộp kỹ thuật này bạn cũng có thể giờ ra được. Và đây là đường hút từ máy bơm mà bơm thẳng lên để thổi luồng hồ cá các bạn. Và bây giờ mình sẽ nói rõ về cái hộp kỹ thuật này cho các bạn hiểu. Đó là ở đây là có hai cây cắm 42, đó là gồm một đường nước vô từ hồ và một đường nước ra từ hộp kỹ thuật. Và cái cây bên tay trái các bạn đang thấy cây ngắn hơn, đó là đường nước lên từ hồ vào hộp kỹ thuật thì nó sẽ trừng lên, và khi trừng lên thì nó có một cái tấm dách ở giữa, thì cái lượng phân nó sẽ khi nước muốn qua lỗ bên kia nó sẽ đi thông xuống dưới, sẽ làm lắng cái lượng phân đó các bạn thấy không. Cái ống là hiện tại nước đang trừng lên và cái lượng phân, những cái phân thô gì nó sẽ động lại ở dưới cái nền đáy. Vậy dưới đáy sẽ có một cái van để các bạn có thể xả phân và không sợ bị nghẹt. Giờ đây là cái phần hút đáy. Mình ở hai cái lỗ 42 này mình sử dụng những cái cục đá mà nó dạng như nó lõm các bạn. Nó lõm về phía trên đó các bạn, thì nó sẽ tạo ra một cái chỗ mà để thoát nước mà nó không sợ cá nhỏ nó có thể vô được các bạn. Đó, các bạn thấy khoảng của nó rất nhỏ, và đá này đá gia lai này nó có cái độ lõm các bạn.
Nghe đây là cái bộ lũa mà mình cũng đã ghép và setup cho anh bạn này. Đây là một gốc lũa bonsai mà mình đã gắn rái lên cực kỳ chắc chắn các bạn. Bây giờ thì các bạn nhìn vô thì đâu có thể nào thấy được cái đường thổi đáy, cái đường hút đáy đâu, đúng không? Nhìn sẽ rất tự nhiên. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn về cái vấn đề là khi cúp điện thì nước hộp kỹ thuật này nó có xử lý được, nó có thể ngắt tự động được hay không các bạn. Rồi đó, mình đã ngắt điện rồi các bạn thấy đó, và nước nó đang chảy xuống và mực nước trên lọt ở trong cái hộp lọc này là 3 phân, còn ở trên hồ nước là 1 phân rưỡi, tức là mực nước ở trong hồ ở trong lọc này sẽ dâng lên khoảng 3 phân nước là tối đa, nó không thể nào tràn ở được khỏi cái hộp lọc này đó. Các bạn thấy là nó bắt đầu nó chuẩn bị ngắt rồi đó, và mình sẽ quay lên cho các bạn ở phía trên là bạn thấy đó, cái mực nước ở trong hồ đã hụt xuống tầm 1 phân rưỡi. Đó, bây giờ là nước ở nước trong hộp kỹ thuật nó xuống đã ngừng hoàn toàn rồi các bạn. Đây mình quay trên cái hộp kỹ thuật cho các bạn coi là đó, khi mực nước tràn tới cái mực của cái ống này thì nó sẽ không thể nào dưới cái mực ở cái miệng ống thì nó sẽ không thể nào mà xuống được nữa các bạn. Như các bạn thấy đó, thì cái miệng ống này tức là mực nước của cái hồ này, nên cái hộp kỹ thuật này nó tối ưu ở chỗ là khi cái ống này bạn muốn cái mực nước ở trong hồ này ở vị trí nào, độ của mực nước, độ cao của cái hồ bao nhiêu thì nó sẽ nằm ở mực nước ở bao nhiêu. Thế mà cái hộp kỹ thuật này nó tối ưu dành cho, đặc biệt là dành cho những cái bạn mà chơi bơm cái rồng mà không thể thay đổi được mực nước trong cái hồ này, mực nước trong hồ, thì đấy, sử dụng khi bạn sử dụng hộp kỹ thuật này, bạn có thể thay đổi cái mực nước của nó. Bất cứ ở mực nước nào bạn cũng có thể thay đổi và dễ dàng một cách nhanh chóng và tiện lợi để các bạn có thể bơm vào cái rồng. Còn các bạn không chơi bơm cái rồng thì các bạn chơi cái gì ấy, thì nhiều khi cá nó bị bệnh thì các bạn không có muốn tốn tiền nhiều thì các bạn có thể hạ mực nước xuống ở mức thấp và đánh thuốc thì nó sẽ đạt hiệu quả cao mà lọc vẫn có thể chạy được bình thường. Nó tóm lại thì mình thấy cái hộp kỹ thuật này thì nó được gọi là hộp kỹ thuật mọi mực nước. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu các bạn là thứ hai hãy đăng ký kênh của mình và like. Xin cảm ơn các bạn đã cùng mình đồng hành với video clip này.